Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không à, nói vậy quý vị nghe rõ không? Thưa đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2015. Chúng ta đủ duyên lành gặp nhau tại niệm Phật đường Phước Huệ do thầy trụ trì Thích Huệ Phúc. Và kính thưa đại chúng, đây cũng là một cái duyên thôi. Thì Pháp Hòa với thầy Quệ Phúc đã từng quen biết nhau khi thầy còn ở bên Việt Nam, nhưng mà chưa bao giờ được gặp mặt, chỉ nói chuyện qua phone. Bởi vì thầy xuất gia ở chùa Long Khánh ở Trà Vinh, mà chùa Long Khánh Trà Vinh đó, tức là chùa tổ của Pháp Hòa, tức là ngày xưa sư phụ Pháp Hòa ở chùa đó trụ trì. Rồi sau này thầy ra nước ngoài thì ngôi chùa đó sư phụ thầy Quỳ Phúc về đó trụ trì, thì quý thầy Quỳ Phúc rồi đó đi xuất gia ở đó. Thì đối với trong đạo thì quý thầy huynh đệ của thầy Quỳ Phúc gọi thầy của Pháp Hòa bằng sư bác, tức là anh em chú bác đó. Thì Pháp Hòa mấy thầy huynh đệ thầy Quỳ Phúc, quý thầy huynh đệ thầy Phúc gọi Pháp Hòa bằng sư huynh, tức là con của bác, còn quý thầy là thuộc con nhà chú. Thì trong đạo có cái tình như vậy, cho nên rồi Pháp Hòa nhớ cách đây hình như là 2 hay 3 năm gì đó, khi Pháp Hòa đến Cali có Phật sự, thì lúc đó thầy Quỳ Phúc đang ở Cali, thì thầy cũng đến thăm, và lần đầu tiên được gặp thầy ở tại Cali lúc đó. Và sau này thầy đủ duyên thầy về đây làm Phật sự, thì thầy cũng báo tin cho Pháp Hòa biết. Thì trong lòng Pháp Hòa cũng nói rằng khi nào có dịp về đây cũng sẽ ghé thăm thầy. Thật sự buổi chiều hôm nay được gặp quý vị như thế này là một buổi chiều không có dự định, chỉ nghĩ rằng đến thăm thầy Huệ Phúc, và lúc đó chỉ có mình ta với ta thôi chứ không được nghĩ là được gặp một số đông Phật tử như thế này. Thì điều đó chứng tỏ rằng tất cả quý vị luôn luôn lúc nào cũng có cái tâm và cái tình thương đối với Pháp Hòa, và Pháp Hòa lúc nào cũng trân trọng và biết ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và xin được kính vấn an sức khỏe tất cả quý vị, mong quý vị được an vui. Quý vị có khỏe không? Dạ. Thì thầy Huệ Phúc mời đến chơi, nhưng mà thiệt sự là không có chơi gì hết bắt tới làm việc. Thì thưa đại chúng, thì theo cái tinh thần của người con Phật thì chúng ta được gặp nhau rất là hiếm. Bởi vì ở đây cái hoàn cảnh mà được gặp tăng, gặp những người đồng đạo để mà chia sẻ Phật Pháp thì hiếm lắm. Cho nên chúng ta không có từ nan một cơ hội nào nếu chúng ta có cơ hội để được nghe, được ôn lại những lời mà Phật dạy, hầu làm cho đời sống chúng ta thêm an lạc. Khi mà chúng ta học Phật á, thì quý vị đừng nghĩ rằng mình học Phật hay là mình đi chùa để được Phật phù hộ bình an. Cái đó là cái phụ. Cái chính là làm sao mình học được lời của Phật, rồi mình ứng dụng trong cuộc sống thì tức khắc mình an. Và khi mình an tức là Phật phù hộ mình rồi. Cái chữ phù hộ của nhà Phật á, nó khác á, theo cái kiểu mình hiểu. Mình hiểu là chắc mình quỳ trước tượng Phật á, rồi tượng Phật mình lâm râm, mình khấn bái, rồi Phật thấy vậy Phật thương, rồi Phật phù hộ mình việc này việc kia. Nhưng mà thật sự cái đó là cái tấm lòng của mình gửi gắm với Phật. Nhưng mà khi mình đến rồi mình phải học Phật, rồi mình nghe, mình học cái cách nào để Phật dạy mình chuyển hóa. Bởi vì cái khổ á, là mình giống như bây giờ, xin lỗi, ví dụ như bây giờ cái đó món hàng mà nó hư thì quý vị không thể mang đem để trước mặt rồi cầu Phật ơi phù hộ cho nó tốt trở lại, không cách được. Thì có một lần á, có một người cũng nghĩ như vậy, cho nên đến gặp Phật. Thì Phật nói là sao? Tôi nói ví dụ, bây giờ ông đem một cái chai dầu, dầu ăn á, ông đổ xuống nước, rồi ông ngồi đó ông tụng kinh, ông cầu nguyện hoài cho dầu nó chìm không? Thì ông này nó không chìm. Rồi Phật mới nói bây giờ ông lấy một cái tảng đá, ông bỏ xuống nước, rồi nó chìm xuống, ông cầu cho nó nổi được không? Không được. Hễ nó đá là nó nặng, thì nặng nó phải chìm. Dầu thì nó nhẹ, nhẹ thì nó phải nổi trên mặt nước. Thì không có thể tụng kinh cầu nguyện mà cho cái đó nó chìm hay nó nổi được. Cái quan trọng cũng thế. Khi một cái món hư thì chúng ta phải sửa thì nó mới hết hư được. Bản thân của mình cũng vậy. Mình dở thì mình phải học Phật dạy làm sao để mình tu chỉnh cái dở. Từ dở gọi là hay, thì thế gọi là tu trong nhà Phật. Cho nên cái chữ tu là chuyển hóa. Mình chuyển từ cái dở ra cái hay, từ cái xấu ra tốt. Giống như á, quý vị nghĩ từ sáng tới chiều á, bây giờ mình nói nam nữ trẻ già, có ai mà không có trang điểm cho mình mỗi ngày một chút không? Hình như không có. Sáng ngủ dậy á, là mình phải trang điểm một chút. Dù không đi làm nhưng quen rồi, phải làm sương sương. Còn khi nào đi tiệc mới làm đậm, phải không? Rồi á, nếu mà một người nam đi ra đường có chải tóc không? Nói chung thì tất cả chúng ta ai cũng chuộng cái đẹp, nhưng mà chúng ta mới chuộng cái phần thân thôi. Chúng ta lo đẹp cái phần thân thôi. Rồi bây giờ cái mà chúng ta cần là làm sao làm đẹp cái phần tâm. Mà khi mà cái tâm mà đẹp, cái tâm mà đẹp rồi á, thì cái thân nó có đẹp thì nó đẹp làm sao? Nó đẹp cả hai mặt. Cho nên cái chùa này nó có tên là Phước Huệ. Bởi vì phước á, là cái mặt nổi mình làm bên ngoài, huệ á, là cái ẩn ở bên trong. Nếu như mình chỉ lo tu thân mà mình quên bồi cái trí, thì mình làm chập rồi sanh phiền não đủ thứ. Tại mình quên mục đích mình đi chùa để làm gì, mình làm phước để làm gì. Thí dụ mình có cái huệ, mình nhận ra người ta khổ, người ta thiếu ăn, mình có phước, mình có ăn, phải không? Thì bây giờ mình phải bồi phước thêm là lấy cái phước của mình qua cái nhận định người ta khổ mình cho, nhận định là huệ. Lấy cái phước mình chia sẻ cho người khác thì tăng phước. Cùng một việc làm mà phước huệ có mặt. Vậy cho nên chùa tên là Phước Huệ. Phước là cái mặt nổi. Giống như mình tu thân vậy đó, mình trang điểm cái thân, mình làm đẹp cái thân tốt. Nhưng mà nếu mình không học Phật thì khi khổ là cái tâm này nó khổ, mà tâm khổ thì không có thuốc. Cho nên hàng ngày mình đi chùa mình học giáo lý. Giáo là gì? Là lời dạy. Lý là gì? Là lẽ thật. Học giáo lý là học lẽ thật. Học lẽ thật là học cái gì? Thí dụ như Phật nói cho mình biết á, đời là khổ. Mình phải nhận ra cái khổ. Nhưng mà đặc biệt đạo Phật là lấy nhận cái tiêu cực để trở thành ra cái tích cực. Thấy khổ nhưng không dừng ở đó, giờ làm sao để hết khổ. Cũng giống như người ta nói tôi khổ quá cho nên giờ chị có thể giúp tôi không? Mình đang cầu người ta giúp cho mình hết khổ. Thì phước á, thì ai cũng có, nhưng mà quan trọng là mình có cái tuệ hay là cái huệ để nhận ra mình có phước không. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị chắc ít nhiều một hai người cũng có bệnh. Nhưng mà mình bệnh mà mình có phước, có thuốc uống là phước thôi chứ gì nữa. Ngày hôm qua có một thầy ở chung phòng với Pháp Hòa. Thầy nói năm nay sao tôi bệnh rề rề hoài. Pháp Hòa này ông phước rồi đó. Ông hỏi sao phước? Ông bệnh rề rề mà không có thuốc uống. Thưa đại chúng, thật sự ra ở đời chúng ta không ai mà hoàn toàn khổ, mà cũng không ai hoàn toàn vui. Cái quan trọng là chúng ta có cái tuệ để chúng ta nhận ra cái phước nào mình có không, để mình appreciate, để mình trân trọng, để mình sống với nó. Và khi chúng ta nhận ra có những cái khổ thì chúng ta tích cực tìm cách giúp cho chúng ta giải khổ. Thế là chúng ta học Phật. Cái học Phật đặc biệt là như vậy. Chứ không phải dĩ nhiên ở trong một tôn giáo đều có nghi lễ, cúng bái, cầu xin, cầu nguyện, được hết á. Nhưng mà nhớ cái đó là chúng ta đang gửi gắm ước nguyện của mình đến một cái bậc mà chúng ta tu kính. Nhưng cái quan trọng chúng ta vẫn phải học cái Ngài dạy là con muốn hết khổ, con phải làm gì cho hết khổ. Thí dụ mình đã nói trời ơi sao tôi đau bệnh hoài mà không đi bác sĩ. Rồi không đi bác sĩ thì bác sĩ đâu có biết mình, đâu có nói cho mình biết bệnh. Biết bệnh xong cũng không buồn, mà lỡ có buồn đi nữa nhưng mà cũng mừng. Mừng là bây giờ tôi bệnh mà tôi biết tôi bệnh gì, rồi từ đó tìm thuốc uống. Và học Phật là như vậy. Phước huệ, trong huệ nó có phước, trong phước nó có huệ. Ví dụ như bây giờ mình có một ly nước là có phước chứ. Thường thường đó, ai mà sống đời sống mà khá cái mình lại khen: chị có phước ghê, con thương. Anh có phước ghê, chồng quý. Chị có phước ghê vậy đó, làm ăn tốt. Vậy thì rõ ràng phước ai không có, nhưng mà cái quan trọng là mình có nhận cái phước đó không, mà đa số mình không có chịu, mình cứ than không à. Nhà nào cũng lò than tổ bố vậy đó. Nhưng mà khi mà mình hỏi lại mình đó, cái gì cũng có hết trơn á. Quý vị thấy ở đây mà cái xứ này mà nếu mà người nghèo nhất, nhà nào cũng có tủ lạnh, cũng có microwave, cũng có tivi. Mà mấy cái này hội Việt Nam mình đó, nhà nào mà có cái này là thuộc dạng giàu nè. Nếu mà nghèo là không có gì hết. Nhưng mà cái anh nghèo anh không buồn nha. Anh nói tôi là sướng nhất, tại vì tôi không có gì để giữ. Và chính không có gì giữ tôi không có lo. Còn mấy anh có nhiều quá cho nên mấy anh lo. Vậy thì quý vị thấy cái phước của mình đó, mà nếu mình không biết nhận ra thì nhiều khi cái phước của mình đó thì lại là cái khác. Ta nhìn lại ông này không có phước. Có cái ông đó ông mới thấy đứa con mình đó, nó xài phung phí quá, cho nên ông muốn dẫn nó về quê để mà cho nó ở với miền quê một bữa cho nó thấu được cái khổ. Sau một ngày đi khắp các nhà ở dưới quê, xong trên đường về ông hỏi: sao con, bữa nay con đi về quê con thấy sao? Con nói: ba ơi, trời, con thấy cái nhà kia ha, tối ngủ á, nằm xuống ngó cả một bầu trời sao. Rồi cái qua cái nhà kia, trời ơi, chỉ cần bước ra sân có nguyên một cái dòng sông bự tắm, chỗ nào cũng được hết. Con nhìn mấy cái nhà này rồi con thấy thương ba quá, nhà mình nghèo quá ba ơi. Tại vì tối ngủ cái phòng tung húm. Còn tại vì nhà nó là gì, nhà giàu, có hồ bơi, cho nên nó thấy cái hồ bơi thì nhỏ hơn cái hồ bơi dưới quê. Nó thấy nhà nó tung húm so với cái nhà mà ta không có nóc á, ta dột nó nhó lên thấy cả bầu trời. Bây giờ con mới biết nhà mình nghèo cỡ nào đó ba. Như vậy thì quý vị thấy không, cái mà mình nhận là mình giàu, nhưng mà cái người mà người ta nghèo chưa chắc người ta nghèo. Tại vì người ta nghèo nhưng mà người ta không có của cho nên ta không có lo. Còn mình có nhiều mình lo nhiều, lo gì lo mất. Không, xin lỗi đại chúng, ví dụ ở đời ai cũng thích có chồng đẹp, ai cũng thích có vợ đẹp, nhưng mà hãy có đẹp cái bắt đầu giữ. Cho nên quý vị nhớ ở đời á, cái gì mình cũng phải trả một giá. Thí dụ bây giờ mình đi chủ nhật á, lái xe đi vòng vòng mấy cái yard sale, đồ bỏ của người ta nhưng mà đồ mới của mình hết á. Những món nào mình thích cái là phải 10 cent 20 cent mua, rồi thích mua đem về cái người ta dục. Nhưng mà thấy gì người ta dục, người ta để 20 cent 25 cent đồng 3 đồng mà chủ nhật nào mình cũng tốn tiền hết á. Rồi mình ra về. Thì thôi thì bây giờ á, trong cái buổi chiều hôm nay Pháp Hòa không có một cái đề tài để nói chuyện với quý vị. Tuy nhiên gặp cái niệm Phật đường Phước Huệ thì Pháp Hòa xin chia sẻ một cái ý nghĩa nhỏ về chữ Phước Huệ cho đại chúng thấy. Phước là gì? Là những điều kiện chúng ta đang có. Huệ là gì? Là cái hiểu biết, nhận chân ra cái chúng ta đang có. Mình có 10 đồng, so ra với người 100 mình không là gì. Nhưng nếu cái người có huệ, tôi có 10 đồng tôi vẫn hơn người không có. Cho nên cái người sống biết đủ, đấy, cái chỗ biết đó là quan trọng. Sống biết đủ thì liền vui, không biết đủ mãi mãi khổ. Vì không biết đủ cho nên lúc nào cũng thấy mình thiếu, mà thiếu cho nên phải đi tìm, mà đi tìm thì cực nhọc. Còn nếu mình thấy nhiều đã đủ rồi thì nó liền đủ. Thưa, cái chữ đủ ở đây không có nghĩa là mình không cầu tiến, nhưng mà chúng ta phải lượng sức của mình để chúng ta cầu tiến theo cái mức của mình khỏe mà. Thí dụ bây giờ mình có khả năng học tới đại học thì cứ học, đâu có ai cấm, đâu có để nói thôi học lớp 12 đủ rồi, tại Phật dạy tôi biết đủ. Hiểu như vậy tội nghiệp cho Phật. Cái biết đủ là mình phải tự biết khả năng mình để chúng ta dừng ở cái chỗ đủ đó. Nho giáo còn có câu tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Biết đủ liền dừng. Muốn dừng là liền dừng. Nếu không dừng đúng lúc, hay là mình không biết dừng, thì nếu mình dừng đúng lúc thì cả đời không có nhục. Tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Cả đời mình không có nhục. Ở cái chỗ là chúng ta biết dừng. Quý vị thấy trong cuộc đời á, khi mình lái xe đó, có đèn vàng, có đèn xanh, có đèn đỏ. Mỗi một góc đường có một cây đèn. Cuộc sống của chúng ta thỉnh thoảng phải có một cây đèn đó. Có lúc nào chúng ta bật đèn xanh đi tới, mà lúc nào chúng ta phải mở đèn vàng để chậm lại, và có những lúc chúng ta phải dừng. Nếu chúng ta sống mà không có một cái cột đèn đó, khổ lắm. Vậy thì hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng, quý vị nên nhận ra cái cuộc sống của Pháp Hòa tu á, bằng cách là trên đời mỗi ngày đi đường, đi đứng, nói năng, tiếp xúc, Pháp Hòa nhận ra, tìm ra cái bài học từ cái lý lẽ đó. Có những lúc đi xe, mình thấy cái đèn vàng thì mình liền lái chậm lại, đặc biệt là mình ở xứ tuyết, phải lái chậm để xe nó không quay. Quý vị ở đây, quý vị kinh nghiệm đó rồi. Khi mình nhả, khi đèn xanh cũng đừng có vội đạp ga, mình phải thả cái thắng để cho xe nó lăn bánh từ từ, rồi chừng đó mình có trớn mình đạp. Rồi khi đèn đỏ mình phải dừng, đèn xanh mình đi. Cuộc đời của mình cũng vậy. Có những lúc mình thấy mình mệt mỏi thì mình biết là cơ thể mình, tâm hồn mình nó cần có những lúc phải dừng nghỉ. Thì bắt đầu mình slow down, đèn vàng đó. Rồi về tới nhà đóng cửa, stop, red light, nghỉ đi. Xong rồi khi nào khỏe khoắn trở lại bật đèn xanh đi tiếp. Có ai cấm mình đâu. Mà thưa đại chúng, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng đều là những cái đèn giúp cho chúng ta luân lưu trong cuộc sống, an ổn cho chính mình và an ổn cho người. Có phải không? Nếu mình thấy đèn đỏ mình dừng thì người khác đèn xanh người ta đi. Rồi tới khi mình đèn xanh mình đi thì đèn đỏ người ta dừng. Cuộc sống của mình mà nếu chúng ta biết có đôi lúc chúng ta phải dừng để người khác đi thì có gì để nói đâu. Cuộc sống lúc nào mình cũng muốn đèn xanh không à. Mà nhớ, đèn nào mà không đúng ba đèn là đèn hư. Có phải không? Có những cái đèn mà cứ đỏ suốt à, là đèn hư. Lúc đó CT phải tới mở flashlight lên để cho người ta biết đèn này bị hư. Mọi người phải nhường nhau và chậm lại. Cái đèn mà Hàn Quốc là cái đèn ba màu, đúng không? Con người mình sống hạnh phúc là ba thời kỳ: trung niên, tráng niên, trung niên và lão niên. Nếu chết có thứ tự là chết hạnh phúc. Phước ở đó, huệ ngay đó. Nhỏ nhỏ kêu niệm Phật đường, to to kêu cái chùa. Dù là niệm Phật đường hay cái chùa, nó cũng không ngoài phước với huệ. Nhà giàu cũng phải có xài đèn xanh đèn đỏ, người nghèo cũng phải đèn đỏ đèn xanh. Quý vị có nhớ cái câu đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn đỏ ngọn lưu. Cái câu đó nó hay đó. Ở Sài Gòn với Mỹ Tho là hai cái thành phố phải không? Sài Gòn là tượng trưng cho cái giàu sang, mà Mỹ Tho là tượng trưng cho cái quê mùa. Nhưng mà dù xanh hay đỏ thì cũng có phải lúc tỏ lúc lưu. Anh về anh học chữ nhu, 9 trăng em đợi, 10 thu em chờ. Chữ nhu là gì? Nhu nhuyến trong cuộc sống. Người có nhu nhuyến trong cuộc sống thì sao? Khỏe ru bà ru. Vì lúc nào mình tiến mà lúc nào mình lưới, lúc nào mình đèn xanh mà lúc nào mình đèn đỏ. Và hễ thấy đèn vàng là biết rồi đó nha. Cho nên ở nhà mình sống với nhau cũng vậy, bữa nào đi làm về mà thấy bữa nay ổng hơi quạo quạo với mình là biết ổng đang bật đèn vàng đó. Mình đừng có tiến tới nha, một lát đèn nó bị nổ. Đó. Cho nên khi mình thấy người ta có cái, rồi những lúc có mình thấy con mình, người thân mình giàu một cái gì, có nghĩa là nó không phải là đỏ hay vàng, nó không phải là đỏ hay xanh, mà nó là cái đèn vàng, có nghĩa là nó đang signal cho mình biết có một cái gì sắp xảy ra. Quý vị nhìn một cái chỗ mà người ta đi bộ, người ta cho người đi bộ cả 10 giây hay là 15 giây. Rồi bắt đầu từ khi cái đèn đó nó cho đi thì bắt đầu nó điểm xuống. Thì mình tự lượng bước chân mình, nếu mình có thể đi nhanh, có thể 5 giây nữa mình tới bên kia. Nhưng mình là người đi chậm, đừng ráng cái 5 giây mà sanh ra cái nguy hiểm. Mặc dù trên nguyên tắc, người mình đi bộ, xe đụng mình là không cần biết, người lái xe có lỗi. Nhưng mình làm vậy để làm chi? Rồi mình cũng có khỏe khoắn gì đâu khi phải gãy cái chân nằm đó, rồi người kia phải tốn bảo hiểm lo cho mình, mà mình không biết lượng cái sức mình đi như thế nào mà thấy người ta còn có 5 giây mà cũng ráng. Ở trên đời này có những cái accident, những cái tai nạn xảy ra chính từ những cái chúng ta cứ ráng lướt tới mà không biết dừng. Pháp Hòa nói vậy đại chúng có thấy được cái đạo lý của cái đèn. Cho nên tu là vậy thôi. Tu thiền ở trên đường đó. Tu thiền không phải chỉ ở trên bồ đoàn tổ cụ. Thiền là gì? Tịnh tư lự, lắng cái suy nghĩ của mình xuống. Cái suy nghĩ cái gì? Nếu mình có lăng xăng mà cái lăng xăng của mình luôn luôn tỉnh giác, biết mình làm gì thì cái lăng xăng đó không sai. Con người mình làm sao sống mà không có lăng xăng, không có suy nghĩ. Nhưng mà lâu nay mình suy nghĩ lung tung. Bây giờ mình tập suy nghĩ việc nào ra việc đó. Cho nên khi lái xe trên đường gặp đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ, cái đèn đó tự nhiên Pháp Hòa quán chiếu và phát minh ra một cách tu và một cách sống. Hôm nào quý vị thấy cái bụng mình nó lình bình, bây giờ tới giờ ăn rồi, nếu mà cố ăn là phát ấp. Đèn vàng nó bật lên rồi, nó nói lình bình thôi, ai đi thì đi, tôi ở đây tôi uống nước cho nó khỏe. Uống nước khỏe, ráng ăn phát ấp bệnh. Cho nên ăn no quá thì mất ngon, mình giận quá thì mất khôn. Mình thấy người ta hiền, mình lấn lướt, nhưng cũng vừa thôi. Vừa thôi. Một người mà người ta bị tới cái sát vách tường thì thế nào người ta cũng hung dữ trở lại. Cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta không nhịn cái phần mình thì có dư đâu để nhường. Ta kêu nhịn nhường mà. Mình phải nhịn mình mới có dư mình nhường chứ. Mình không nhịn sao nhường. Cho nên một bên thẳng thì một bên đùng, bên dùng lại. Cả hai mặt cùng thẳng sẽ cùng đứt dây. Thế thì trong cuộc sống, chúng ta học Phật không có ngoài hai chữ phước huệ. Bởi vì học nhiều mà phải biết lúc nào ứng dụng thì mới gọi là người có trí, có huệ. Cái người mà người ta giỏi đó đâu lúc nào người ta cũng múa. Thí dụ như một ca sĩ hát hay mà nếu đi đâu cũng hát, cái tự nhiên cái tiếng hát nó không còn đặc biệt. Hát đúng chỗ, đúng nơi. Mình biết Phật Pháp cũng vậy, biết ứng dụng đúng chỗ, đúng lúc. Thì thôi thì hôm nay gặp quý vị, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái đề tài nhỏ, đó là cái chữ phước huệ. Và qua cái đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ, thôi mình gọi cái này là cái traffic light. Rồi thì quý vị nếu ai có thắc mắc gì thì có thể nêu lên một vài câu hỏi để chúng ta cùng chia sẻ học hỏi với nhau. Cảm ơn đại chúng. để cho người ta có vài giây quý vị hỏi. Phật tử chúng ta cứ mạnh dạn có những cái gì thắc mắc trong cái giáo lý, trong đời sống tu học của mình, chúng ta có thể trực tiếp giảng sư sẽ giải đáp cho quý vị. Hay là Phật còn sang suy nghĩ hả? Này chắc Phật tử giỏi đó là thầy. Rồi chúng ta có hỏi những cái hỏi giáo lý nào chúng ta từng tu học mà chúng ta vướng mắc phải mà không biết hỏi ai. Ở đây là một cơ hội hiếm có, là một giảng sư nổi tiếng. Giờ đó nổi thành nổi mụn rồi. Thành đó nổi mụn rồi chứ không nổi tiếng nữa. Sao Phật tử chúng ta cái mạnh dạn nó đi, có thắc mắc gì không? Sao Phật tử? Chúng ta cứ lên đây chúng ta hỏi đi, không sao đâu. Không hỏi thẳng ở dưới cũng được. À, cô lên đây nè, cô lên đây có cái chuyện. Hoặc là đứng tại chỗ hỏi cũng được. À. Ừ. Không mà cô cứ trực tiếp mình hỏi, đạo tràng mình nó có một cái niềm vui rồi có làm cho người ta tất tánh tiêu học nữa. Nè. Cái này cũng đầy ngoài lời, cái này ngoài lời có hỏi Phật pháp. Rồi. Có một câu hỏi là tánh con hay nóng, để làm sao để con bớt hay là đừng? Hai cái nó khác à? Muốn bớt nóng thì muốn đừng nóng. Nếu muốn đừng nóng thì đừng có ghim điện. Thưa đại chúng, hôm sáng này á, Pháp Hòa có nói cái bài nói chuyện ở trên Morrison á. Con người của chúng ta ai cũng có những cái gốc rễ của xấu ác mà chúng ta gọi là tội căn. Nhưng mà rồi ai cũng có cái căn tốt lành mà chúng ta gọi là căn tu. Gặp người nào mà tu tốt cái mình nói người đó có căn tu, gặp người nào mà không được dễ thương nó người đó tánh xấu. Thật sự cái tánh hay cái căn nó có nghĩa là cái gốc rễ đó thôi. Cái tánh là gì? Là cái bản chất. Thì mình biết mình có cái tánh nóng thì mình phải thường xuyên tìm một cái pháp tu nào đó để mình điều chỉnh lại cái nóng của mình. Tu là chỉnh cái độ nó lại. Hồi đó mình nóng 100%, giờ mình giảm nó xuống còn 50%. Đó là mình tu. Vậy thì trong 5 cái phương pháp mà Phật dạy cho mình tu để mình định cái tâm mình lại, thì trong đó có một cái gọi là quán vô thường. Quán đầu tiên á là quán về cái thân này nó bất tịnh, để trừ đi cái tham. Còn cái quán về vô thường để trừ cái sân. Bây giờ qua câu hỏi về sân thì mình nói sân thôi. Ở đây có ai không sân không? Không có. Thầy tu cũng sân như thường. Bởi vì mình là con người. Nhưng mà nó khác ở cái chỗ là con người biết mình sân và người không biết mình sân. Người nhận mình giận và người không nhận mình giận, hai cái đó nó khác. Cái quan trọng là cái chỗ mình tự biết mình và nhận mình là người dễ nóng, không có từ chối. Và thường thường ai khen mình là mình không phải mình, nhưng mình cũng giả bộ im lặng để nhận. Còn mà nếu không phải của mình là bắt đầu mình lên tiếng mình chống lại. Bây giờ cái điều quan trọng trước hết để tự mình cải hóa tự thân mình, thì đầu tiên là mình phải nhận mình là người có cái chất đó. Tôi là người có chất nóng. Rồi từ đó mình sẽ tìm cái cách mình tu để mình chuyển nó. Và một trong những cách là quán vô thường. Quán thì nhiều lắm nha, quán đủ thứ hết á. Nhưng mà quán vô thường là quán làm sao? Quán cái sự thay đổi của hoàn cảnh. Thí dụ như tại sao mình nóng? Tại vì nó không đúng ý mình là mình bực. Mà không đúng ý mình có nghĩa là mình muốn về cái phần mình thôi, mình không care cái phần người khác. Pháp Hòa ví dụ như nãy Thầy Quỳ Phúc hôm qua thầy mới nói với Hòa là thầy ráng lên sớm nha, Phật tử chờ. Tối Pháp Hòa mới nói với thầy là theo Pháp Hòa biết là cái lễ là nó kéo dài cho tới sớm lắm là phải 1 giờ, 2 giờ mới xong. Thì cũng đúng y Pháp Hòa nói, mọi thứ xong hết là 2 rưỡi rồi. Thì bây giờ nếu như mà thầy biểu Pháp Hòa đi theo thầy đi về mà Pháp Hòa không đi theo thầy, tại Pháp Hòa còn chưa có xong công việc á, mà thầy nóng vậy á, có nghĩa là thầy không quán vô thường. Cái thứ nhất là mình phải thấy là cái hoàn cảnh rõ ràng là không thuận như ý mình muốn rồi, nó thay đổi. Mình định 2 giờ mà giờ 2 rưỡi rồi thì thầy về tới đây có một số Phật tử nhìn đồng hồ nói tại sao thầy hẹn tôi 3 giờ mà 3 giờ ông thầy cũng chưa tới. Cái mình nóng tiếp, thầy nóng giờ tới dưới này nóng. Quý vị thấy cái vô thường là gì? Tức là mình phải quán cái nhân duyên biến đổi của hoàn cảnh, của thời gian, của con người, để rồi chúng ta bớt khổ, bớt nóng. Đừng có nói chi hoàn cảnh, chính bản thân ta đây. 2 năm trước mình nói thương, nói yêu mỗi ngày. 2 năm sau thấy số phone không muốn bắt. Rồi thậm chí gặp người kia đằng nọ là mình đã quẹo đằng kia rồi. Thì quý vị thấy tâm mình thay đổi, thân con người mình thay đổi. Năm ngoái với năm nay quý vị thấy sức khỏe quý vị giảm hẳn, da dẻ mình khác hẳn. Vậy thì hoàn cảnh vô thường, con người vô thường, tâm ý con người vô thường, thì có cái gì thường mà mình bắt nó phải đúng như ý mình. Sở dĩ mình tức, mình giận, mình nóng là tại nó không đúng ý mình thôi. Cho dù một cái lễ Phật giáo chính thống nha, thí dụ như bây giờ tổ chức cái lễ Vu Lan, thầy trụ trì ông xếp hết rồi đó. Ông nói một lát đó tôi vừa cầm cái nhang lên là quý vị phải hát liền cái bài Trầm Hương Đốt nha. Ông sắp xếp hết rồi. Trời ơi, ông lên trang như ông cầm cái nhang chờ hoài ông bắt nhạc. Cái tối hậu nói sao ông bắt cái đó? Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay. Ông trợn nói trời ơi, vợ này đi hát bài Chào Cờ. Quý vị thấy không? Sở dĩ mình nóng là tại nó không đúng ý mình thôi. Mà đúng ý mình lại gì cũng được hết. Như vậy á, cái gốc của nóng là gì biết không? Mình còn cái ngã. Cái ngã là gì? Cái tôi. Tức là mình muốn mọi việc nó phải đúng ý mình, đúng ý mình. Thầy tu cũng không thoát. Thầy tu cũng thoát. Dù là thầy đang ở trong buổi lễ, thầy sắp xếp cái lễ đó như thế này, như thế kia, mà làm không đúng ý thầy là mình thấy lửa của thầy nó cũng lên chút chút. Mà có khi lửa Phật nó kêu là lửa sân, còn mà nó không Phật thì kêu lửa ngầm, lửa than. Có nhiều khi mình giận ai mình đâu nói đâu, đụng chuyện nó mới phát. Lửa này lửa tro nó ở dưới này, thấy trên này nó nguội ngắt, ở dưới nó ngầm. Thì như vậy thì sân ai cũng có. Đó là mình nói một sân, chứ chưa nói tới gọi là tham rồi si nữa. Thì bây giờ quý cô á, thì tất cả chúng ta tập quán vô thường. Có đôi khi mình giận lắm, thì vừa giận lên á, mình phải định mình liền, mình đang nóng. Quý vị tập cho được cái chỗ là mình biết mình đang giận. Tại mình không biết mình đang giận là cái giận nó sẽ lôi mình. Mà bao nhiêu lần mình giận là bao nhiêu lần mình đã nói những lời không hay, mà đổ vỡ biết bao nhiêu lần. Rồi cũng hàn gắn, rồi đổ vỡ, rồi hàn gắn. Cho nên đó, tu không phải để hết sân, mà tu để biết mình sân. Khi biết mình sân là bắt đầu mình có chánh niệm về sân, và mình sẽ biết rằng mình nên nói cái gì. Có nhiều lúc mình phải nói chứ, mình đang nó làm sai quá mà. Nhưng mà bây giờ mình có tu, mình biết mình giận, mình sẽ nói như thế nào để người nghe mà người ta cảm nhận được cái điều chỉnh của mình, chứ không có la ó lên mà để rồi việc không tới đâu hết mà nó đổ tùm lum ra. Pháp Hòa hay nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ nhà mình đang có khách, ông chồng hay là đứa con nó làm mình bực quá, mình có thể là mình tháo quát trong khi mà khách đang ngồi đó không? Không. Vậy thì ai là cái người chặn mình lại? Khách. Vì lúc đó người khách là Bồ Tát, đang giúp cho mình hạ cơn giận. Mình không thể nào la làng lên trong khi khách còn ngồi đó. Chúng ta cũng thế. Cái cách Pháp Hòa tập á, Pháp Hòa nói với mấy em thanh niên mà nó nóng quá tánh, Pháp Hòa nói vậy nè: khi nào mà mấy em nóng á, chụp thường ngày á, mấy đứa có cái cell phone á, chụp hình mấy đứa con. Rồi khi nào mà nóng á, bật hình con mình lên nhìn. Thứ nhất là nó dễ thương, nó làm mình thoải mái. Thứ hai là mình biết mình nóng mình nói bậy là tổn giảm cái phước mà con mình nó ảnh hưởng. Thì đứa con á, nó là cái phương tiện, là giọt nước, là thanh lương, nó làm dịu đi cái nóng giận của mình. Còn Pháp Hòa nhiều khi mình nóng, mình nói mình dạy đệ tử đừng sân, mà bây giờ mình xuống mình sân mình lao ào lên thì mai mốt mình dạy gì? Trời ơi, nhiều lúc cũng đi xuống tới 5-7 nấc thang là định xuống ra làm một trận. Nhưng mà mình nghĩ vậy cái mình đi lên lầu. Lên lầu mình vô phòng mình ngồi hồi cho cái cục sân của mình nó dịu xuống. Rồi lúc đó mình mới khen mình good boy. Thì bây giờ á, quý vị cứ nhớ là mình đang làm cái gì thì lấy cái hoàn cảnh đó, lấy cái người, cái đối tượng người thân của mình làm một cái biểu tượng để giúp cho mình nhẹ cái đó xuống. Tức là lấy một cái phương tiện độ cái tâm phàm của mình. Chẳng hạn như bây giờ á, ví dụ như nhiều lúc á mình bực bội gì đó, nhưng mình biết mình nói là má nghe má buồn, má mình nghe má mình buồn, mình bực ổng dữ lắm mà mình nói cái này ra là má nghe má buồn. Thì thôi, chính mẹ ngồi đó lại là một cái phương tiện giúp cho mình hạ cái cơn giận mình ngay lúc đó. Mà thường thường khi mình bớt giận á, cái lời nói mình nó sẽ dễ dịu hơn, dễ nghe hơn là trong khi mình đang giận. Mặc dù mình sẽ chỉnh người đó, nhưng cái lời nói của mình nó sẽ khá hơn. Thưa đại chúng, chúng ta là những người hiền chứ chưa phải thánh. Quý vị nghe hai chữ thánh hiền không? Thánh là những người đã thành tựu được con đường tu. Chúng ta là những người hiền, có nghĩa là người muốn đang đi, tập đi trên con đường làm thánh. Thì thôi bây giờ lúc nào việc gì nó đến, tập quán chiếu. Cho nên thường ngày quý vị nên tập ngồi tịnh. Thưa đại chúng, cái ngồi thiền á, cái ngồi tịnh á, nó không phải là riêng của đạo Phật. Nó là một công thức để an tâm. Mỗi ngày quý vị bỏ ra 10 phút ngồi hít thở cho sâu sắc. Khi cái tâm mình nó lắng rồi, tự nhiên mọi việc nó trong tâm hồn mình nó dịu xuống, thì mọi việc, mọi sự chúng ta ứng xử nó sẽ nhẹ nhàng, nó dễ dàng hơn. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Ví dụ như hôm nào trong nhà mình đó, mà đâu đó vào đó, mình mở cái tủ lạnh ra mình thấy ngò nằm đâu, gừng nằm đâu, mình nấu ăn dễ. Còn nó lung tung beng hết, mình không biết chỗ nào để nấu cũng được, nhưng mà hơi cực, lục lội coi có gì, có phải không? Ngồi thiền cũng thế. Ngồi thiền là định cái tâm để cho mình để mọi thứ nó vào đâu nó vào đó, để rồi mình biết mình phải làm gì khi ứng xử. Thì thôi thì bây giờ nói tóm lại, nóng là một cái bản chất ai cũng có, dù là người tu hay là không tu. Nhưng mà người không tu thì người ta để cái nóng giận đó lôi kéo. Còn mình có tu thì mình biết cách nào để mà hạ cái cơn giận nóng của mình. Và một trong những cách, một là quán vô thường thay đổi. Có thể mình chết, người chết, hoàn cảnh nó thay đổi, tâm lý con người thay đổi. Thứ hai là phải thấy cái gốc mà mình nóng giận là do cái ngã, cái mà cái tôi, cái ta của mình muốn mọi thứ theo ý mình. Nhưng mà ở đời có cái gì mà mọi việc thuận theo ý mình được. Cái thứ ba nữa là chúng ta lấy một người thân thương nào của chúng ta làm đối tượng để giúp chúng ta nhẹ nhàng cho nó xuống. Đó là những cái cách Pháp Hòa thực tập. Bây giờ Pháp Hòa chia sẻ lại cho quý vị. Nhiều ly á, quý vị biết trong một khóa tu 700-800 người, 700-800 người ở các nơi về tu. Làm sao mà mình làm tròn hết được cái ý nguyện của mỗi người? Có nhiều lúc người ta làm mình cũng phiền lắm chứ. Nhưng bây giờ mình biết á, mình tổ chức khóa tu, người ta tới người ta tu. Và những cái điều mà người ta không có làm cho mình thoải mái, bởi vì người ta muốn thoải mái, mà mình không làm đúng ý người ta thoải mái thì người ta phiền hà với mình. Mà bây giờ mình tháo quát lên đó, tức là mình mất đi cái tư cách làm chủ, thì tự nhiên mình phải dằn xuống, rồi mình phải nhẹ nhàng để giải quyết mọi việc. Rồi cái khi mình thấy có nhiều lúc mình lỡ, mình nóng, mình nói một hai câu cái mình hối hận liền tức khắc, vì mình thấy người ta, cái người kia họ thay đổi cái thái độ rồi, thì tự nhiên trong lòng mình thấy mình khó chịu rồi. Thì thưa đại chúng, trong cuộc sống cái quan trọng là chúng ta có mắt để nhìn, có tai để nghe và có trái tim để cảm. Chỉ cần chúng ta ứng dụng phối hợp ba cái này làm việc với nhau thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, và chúng ta ít làm cho người khác sân. Mà lỡ ai là những người thường sân thì sẽ nhờ cái pháp quán này mà nhẹ cái sân đi. Mình không dám nói là hết sân nha, chỉ làm sao mình nhẹ cái sân xuống. Biết được mình sân là đã quý rồi. Chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Mời chú ạ. Có một câu hỏi là nghiệp chướng, nhân quả, nhân duyên. Thì nếu mà nói thì ba cái này nó cũng gần với nhau, nó có cái liên hệ. Trước hết chúng ta nói về cái chướng. Nếu chúng ta không có cái chướng, đầu tiên là chúng ta có cái phiền não. Bởi vì chúng ta có cái gốc phiền não, cho nên rồi chúng ta thường sanh bực bội, khó chịu, thì cái đó nó làm chướng mình. Mà cái chướng của mình thì mình sanh ra nghiệp, tạo, nói, làm. Thì cái nghiệp đó là cái quả, mà tất cả nó từ cái gì mà nó làm ra? Cái duyên. Cái duyên nó là cái móc nối để cho chúng ta tạo nghiệp. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa có cái gốc ăn cắp, có tánh ăn cắp, rồi cái ly này tự nhiên nằm trờ trờ ở đây mà nó đẹp như vậy mà không ai cất hết trơn nè. Mình đi ngang mình thấy không có người nào ngó hết trơn, thì đây là cái duyên cho mình ăn cắp này. Bởi vì mình có, nếu mà cái người không có cái tánh tham á, thấy cục vàng để cũng bình thường. Còn cái người mà có tánh tham rồi á, là thấy cái gì mà quý quý là muốn ăn cắp. Vì mình có cái tánh tham, cho nên cái này là cái duyên tham. Xong rồi mình mới suy nghĩ coi cách nào. Bây giờ tôi không có cái vỏ gì ở đây, cái tôi giả bộ tôi đem cái bịch đó tôi để gần đây này. Không, tôi giả bộ tôi tới tôi quét sân, tôi lau bàn gì đó sẵn, cái tôi giả bộ tôi gom ly, cái tôi để cái vỏ này. Đó là gì? Cái đó là cách thức ăn cắp. Mình có cái gốc ăn cắp, duyên ăn cắp, cách thức nào để ăn cắp, ba cái đó nó duyên lại với nhau để nó thành cái quả là tội ăn cắp. Như vậy thì trong cuộc sống này cái gì mà nó hình thành nó đều là do duyên hết. Nếu không có cái duyên thì cái quả nó không có mặt. Nhưng mà nếu mà là duyên xấu, vậy thì cái này là gốc xấu nè, duyên xấu nè, cách thức xấu nè, thành ra nghiệp xấu. Mà một khi cái nghiệp nó hình thành thì nó chướng ngại đường tu, cho nên gọi là chướng. Không? Cho nên người ta gọi là chướng. Chướng tức là nó ngăn che mình. Mà từ đâu? Từ cái nghiệp, từ cái gốc mà chúng ta có những cái này. Nhưng mà nếu mình có cái tánh ăn cắp mà giờ không có gì để ăn cắp thì tội nó có sanh không? Không có. Nghiệp sau nghiệp ăn cắp không có. Vì vậy cho nên á, cái người mà mình biết mình tánh nóng á, thì thấy cái chỗ nào mà bắt đầu mình có thể mình nổi sân, nó bước ra ngoài, đừng ở vòng vòng nữa lát mình sân dữ lắm. Thì mình cũng vậy. Có một số thanh niên á, nó bị một cái loại bệnh là nó đam mê ở trên những cái hình ảnh không lành mạnh ở trên mạng á. Thì nó lên nó gặp Pháp Hòa, nó nói bây giờ làm sao con trị cái đó. Thì Pháp Hòa mới nói khi nào cái tâm sinh lý mình nó hiện khởi á, thì dứt khoát không được ở trong phòng và cũng không được ở gần cái computer, phải đi ra ngoài xúc tuyết, cắt cỏ, nói chung là mình kiếm một cái việc gì khác để mình không cho nó cái duyên. Bởi vì khi cái đó nó mạnh, mà cái duyên là sẵn computer rồi sẵn trong phòng không có người, thí dụ vậy, nó là cái duyên để cho mình tạo nghiệp, là mình đi vào trong mạng rồi mình xem coi những hình ảnh không lành mạnh, rồi cuối cùng mình tạo cái nghiệp không lành mạnh. Rồi lâu ngày khi mà cái đó nó lâu ngày nó thuần thục, nó thành ra cái bệnh tật thì nó chướng mình. Vì vậy thì cái chướng là chướng hay là cái quả, cái quả đó là do cái kết quả, mà tất cả đều do chúng ta có hoàn cảnh, có bản thân mình là cái gốc, rồi mấy cái gì duyên với nhau. Cho nên nhân quả là hai chữ quý vị thường nói phải không? Nhân quả. Nhưng mà ở khoảng giữa của nhân quả là gì? Là duyên. Nếu không có cái duyên, nó duyên cái nhân với cái nó duyên với nhau thì cái quả này không có. Cũng giống như bây giờ hạt là nhân, đất là nhân, bỏ xuống rồi duyên nước, duyên mặt trời, đủ thứ các duyên để cho cái cây nó sinh lên. Vậy thì khi mình nhìn cái cây mình thấy nó có trái, mình kêu là quả. Nhưng mà cái quả này là mình nói ngắn gọn, chứ thật sự trong quá trình thành quả nó phải đi qua biết bao nhiêu duyên. Cũng giống như hai người mà mới quen nhau á, nhờ cái duyên là mở bạc ti bạn, phải không? Rồi bạn quen mình, quen này cái mời mình tới, cái tự nhiên mình đi phớt ngang cái dính rồi, phải không? Rồi bắt đầu mình đi về mình gọi cái người bạn kia, mình hỏi chứ cái cô đó, cái chị đó, cái anh đó tên gì, số phone sao. Rồi mình nếu mà cái duyên mình tạo duyên thì cuối cùng cái quả là gì? Hai người thương nhau, thí dụ vậy đó. Cho nên một thầy tu cũng vậy, cái quả để làm thầy chùa đâu phải chỉ một duyên đâu, phải không? Nhờ đi chùa là nhờ chùa, rồi chùa mất cái duyên, rồi vô đó mình nghe kinh, mình thấy thầy, mình học Phật, mình thích duyên này chút, duyên kia chút, cuối cùng cái quả là mình đi tu. Vậy thì nhân quả là mình nói tắt, nhưng mà trong quá trình từ nhân đến quả nó rất nhiều cái duyên để nó giúp cho cái đó hình thành. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói nếu mà là duyên thiện thì cái quả nó sẽ thành thiện, nhưng mà nó là duyên ác thì nó sẽ giúp cho cái quả nó thành ác. Rồi có những cái nó là thuận thì nó trở thành ra cái xấu. Pháp Hòa nói ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó, một người thích ăn cắp mà cứ đi tới chỗ nào là đồ tốt để đó thì cái quá thuận duyên rồi. Đây cũng là duyên mà lại thuận duyên để cho cái nghiệp xấu của mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Cho nên phải cẩn thận. Chúng ta không muốn cái quả xấu nó hình thành thì cái gì mà nó thịnh nó giúp cho mình, quả nó phải cẩn thận. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Thí dụ hôm nào mình lái xe đi trên đường mà nó trơn tru, nó không có lồi lõm, không có đường quanh co, mình lái dễ buồn ngủ lắm. Tại vì nó cứ trơn tru nó đi vậy nè, rồi bắt đầu mình lơ là. Thì mình cũng, nhưng mà nếu như hôm nào mình đi một con đường mà nó lồi lõm, nó quanh co thì mình tỉnh, mình rất là tỉnh thức, tỉnh giác, mình cảnh giác để mình đi cho nó đúng. Đời sống của mình cũng vậy. Nếu cái gì mà nó cứ thuận chưa chắc đã là tốt. Tại vì cái thuận hoài thì nó sẽ dễ sanh một con người ngạo mạn. Còn có đôi lúc nó dày một chút, nó kiên chút, tự nhiên mình rút liễm mình vô liền. Cũng giống như á, có một cái em nó buồn ngủ quá, nó lái xe, rồi lái xe nó đạp một hồi nó tăng cái tần số nó lên thì nó bị cảnh sát thổi phạt nó. Sau khi nó ăn cái ticket đó rồi nó tỉnh luôn về tới nhà. Cho nên trong cuộc sống có những lúc đó, mà nó hơi thế này thế kia chưa chắc đã là không tốt, bởi vì nó có thể là cái duyên nó giúp cho cái quả tốt này nó hình thành. Có một em nọ, nó nói với mấy em nhỏ đó, sở dĩ hôm nay nó thành một người như thế này là nó phải cảm ơn ba nó. Tại vì hồi nhỏ ba nó rất khó đối với nó. Nhưng mà nhờ ba như vậy, hồi nhỏ thì nó nói trời sao mình khổ quá, mình gặp một người ba luôn luôn nghịch với mình. Nhưng mà ai biết cái nghịch này thì mai mốt lại là cái tốt, phải không nào? Cho nên trong cuộc sống mình phải có cái nhìn sâu sắc. Có nhiều cái thuận duyên, nhưng mà cuối cùng cái quả đó là quả xấu, bởi vì nó quá thuận cho cái tội lỗi nó dễ sanh. Rồi có cái những cái nó nghịch nhưng mà nó lại làm thuốc liễm một người tu. Ví dụ bây giờ một thầy tu mà không bị người ta nói xấu, không bị người ta dèm pha, ông thầy này ông tu ổng không có thuốc liễm đâu. Nhưng mà nhờ tùm lum việc vậy đó, cộng ráng thuốc liễm đựng Phật tụng kinh cho nhiều để không ai nói gì nữa hết. Thí dụ vậy đó. Vậy thì nhân quả phải nói cho đủ là nhân duyên quả, bởi vì duyên là cái móc nối giữa để cái quả nó hình thành. Thôi chắc như vậy cũng đủ ha. Thì buổi chiều chủ nhật mà quý vị cũng ráng tranh thủ thời gian để đúng ra là thăm Pháp Hòa. Vì món quà mà Pháp Hòa tặng cho quý vị là sự chia sẻ của Pháp Hòa trong cái sự tu tập của mình. Mong đại chúng hoan hỷ nếu có những gì sơ sót trong khi chia sẻ với quý vị. Cầu chúc cho quý vị sức khỏe được an vui, gia đình luôn được hạnh phúc, là đặc biệt thật đầm ấm trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Nam Mô A Di Đà Phật. Thật cảm ơn Thầy Trụ Trì Huệ Phúc đã tạo duyên lành cho chúng ta. Đây là quả nè, Pháp Hòa là nhân, Thầy cũng là nhân, rồi hai nhân này nó duyên với nhau, quý vị cũng là nhân, rồi mình duyên với nhau để hôm nay mình có quả, mà quả này quả thiện, quả lành. Dạ, mô Phật. Rồi chúng ta hồi hướng. Kính mời tất cả quý vị chúng ta chắp tay cùng nhau hồi hướng.